thấy mấy bé chạy ngang chạy ngược lại mua bánh rẻ cho mấy bé. Này mấy bé này là tới chiều mới về hả cô? Mà giờ gom hết được mới được nhiêu đó rồi. Đây là khoảng nào? Nhà cô chắc ở xa đây hả? À người trên đây. Ăn đi. Thiếu à? Cô sẽ gì mèo đấy. Lên đó lấy hồng sữa đi, nãy lấy hồng sữa. Còn không? Còn hồng sữa. Còn không hả? Còn không, đi kể nó. Bao nhiêu bé không? 32 trẻ. Về chuẩn bị trưa về. Ngon không? Ngon. Dạ. Nó đỏ lắm không à? Nó đỏ lắm à? Đi ngồi đây. Nó về gần hết rồi. Cô phát kìa mày. Ngay mắt tròn xoe. Lành nhiều lắm à. Cô xin cô. Xin cô nha. Mấy bé này là chắc ở gần gần xung quanh đây hết nè. Ủa xa dưới hả? Lên đây. Nhanh. À, cho con hả? Cho hai hộp hả? Ai chưa có nữa? Để chiều cho mấy bé chưa có. Có bé vừa chưa có kìa. Đã chuẩn bị là đón về hết á cô. Còn mấy bé ở trên đỉnh thì sao? Trời trời, trời lạnh rồi, đi chết luôn trời. Lạnh lắm luôn á. Rồi chiều mấy giờ cô lại đón, cô lại dậy nữa? 2 giờ. Rồi
Này phải phải có ví dụ buổi trưa cho nó bé ở lại thì được ha. Đúng rồi, đó phải thường phải có hai cô, một cô dạy một cô nấu thay nhau gì đó. Ăn nguyên vỏ. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Biết từ bột ra ăn luôn á. Về cho em. Chứ nguyên con nguyên đoàn nhiều lắm, đoàn 6 còn mấy giờ này. Nếu mà đi bộ về tại đây và trên đỉnh chắc cả cây số không? Hơn không? Hơn cây. Đi vòng bước trên này. Ủa ví dụ đây là lớp từ 3 tới 5 tuổi rồi 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 hết mày lớn rồi mấy bé học đâu? Rồi xong khi lớn rồi bé ra trường khác. Trời ơi, đã đi vận động học đó mà con nào cũng đúng rồi. Thôi xin phép đi. Thôi các em bọn em đi tại bọn em chạy về dưới du già nữa. Dạ rồi, rồi cảm ơn cô. Bye bye nha. Bye. Chào các con. Bye.